Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng cứ mời quý vị theo dõi phỏng vấn Phương Uyên do Võ Thành Nhân thực hiện để tìm hiểu về sự so sánh của tù nhân lương tâm Phương Uyên về cuộc biểu tình tại Hồng Kông hiện nay và 4 năm về trước. Kính chào quý vị, chúng tôi là Võ Thành Nhân và hôm nay nhân dịp chúng tôi và Phương Uyên tham dự một cái buổi ra mắt sách, ra mắt phòng đọc sách Cô Giang. Thì chúng tôi muốn chia sẻ với lại quý vị trong lúc mà tình hình ở Hồng Kông rất là sôi nổi, thì cuộc tiếp xúc để nhằm tìm hiểu rằng khi mà Phương Uyên ở trong nước, Phương Uyên cũng biết rằng ở trong nước lúc đó nó có cái cuộc cách mạng dù. Và ngày hôm nay thì các sinh viên ở Hồng Kông nó đang làm một cái cuộc cách mạng cũng tương tự như vậy đó. Thì cái nhận định của Phương Uyên là như thế nào? Dạ, theo con á, thì con nghĩ cuộc cách mạng Hồng Kông cách đây 4 năm với lại cuộc cách mạng Hồng Kông mới, cuộc biểu tình mới xảy ra vừa đây á, thì cái cuộc biểu tình vừa rồi á, nó thành công hơn. Thành công hơn ở chỗ á, là cái cuộc biểu tình này thu hút được nhiều người trẻ hơn. Và thứ hai nữa là họ đòi hỏi gắt gao hơn. Hơn nữa qua những cái hình ảnh như của những tờ báo lớn á, Reuters đồ, thì con có thấy là họ trang bị kỹ càng hơn. Ví dụ là họ mặc áo đồng lọt màu đen, hay là họ bịt dùng những cái khẩu trang đó để bịt mũi mình lại. Thứ nhất là tránh nhận diện của phía nhà cầm quyền, và thứ hai nữa là tránh những cái hơi cay hay là những cái công cụ đàn áp của nhà cầm quyền. Và thứ ba nữa đó là cũng thấy những cái người mà người ta trang bị rất là tốt là người ta đội những cái nón bảo hiểm để tránh khi mà có va chạm thể xác xảy ra. Thì đó là con thấy cái điều mà họ thành công hơn trong cái cuộc biểu tình gần đây. Thì so với ở Việt Nam đó, mình cũng có những cái cuộc biểu tình nó ở quy mô nhỏ hơn. Thì con cảm thấy là một cái message từ cái một cái thông điệp từ cái cuộc biểu tình ở Hồng Kông mà gửi đến những cái người trẻ trong nước, đặc biệt là những nhà vận động ở trong nước đó, là nếu mà nhà cầm quyền đàn áp, càng đàn áp thì mình càng phải đứng dậy để đấu tranh cho cái quyền của mình, thì cái quyền của mình nó mới mở ra, cái giới hạn nó mở ra hơn. Còn nếu mà khi mà bị đàn áp đó mà mình nhu quá đó, nghĩa là mình cũng đấu tranh nhưng mà không có gắt gao đó, thì càng ngày cái quyền của mình nó càng bị đàn áp và nó nhỏ lại. Thì họ thì đấu tranh cho cái dự luật dẫn độ. Còn bà đặc khu trưởng đó, thì bà mới tạm hoãn. Thì con lại nghĩ ngay đến một cái luật khác ở Việt Nam mà cũng được hoãn lại, đó là đặc khu kinh tế. Thì cái cuộc biểu tình ở nước mình á, quốc hội hứa hoãn lại, nhưng mà cũng giống như cái cuộc biểu tình ở Hồng Kông hoãn lại, nhưng thì họ có quyền họ sẽ thảo luận nó lại và hiện thực hóa nó trong tương lai. Cho nên là cái điều đó, như những cái người trẻ Hồng Kông, người ta không muốn, người ta lại tiếp tục đòi phải hủy bỏ hoàn toàn chứ không phải là chỉ có tạm hoãn. Thì con nghĩ Việt Nam cũng vậy, như cái cuộc biểu tình ở trong nước mình vừa rồi đó rất là tốt, và không những mình chỉ dừng lại đó mà mình phải đòi hủy bỏ hoàn toàn cái dự luật đó luôn, thì nó là tốt hơn rất là nhiều. Dạ. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy ở Hồng Kông đó, cái đoàn người biểu tình đó, nó ở một cái cấp độ mà nó vẫn còn đang được để mà an toàn để mà biểu tình. Nhưng mà trong lúc mà những người ở Hồng Kông họ biểu tình đó, thì cũng vào cái thời điểm đó, ở cái giai đoạn là ngày 4 tháng 6, 30 năm về trước, ở Thiên An Môn nó xảy ra. Thì Phương Nguyên có nghĩ rằng khi mà có những cái cuộc biểu tình ôn hòa nhưng mà có những cái bạo lực của nhà cầm quyền cộng sản có thể làm thay đổi cái sự suy nghĩ của người Việt Nam ở trong nước, khi mà họ dùng cái Thiên An Môn và họ dùng cái biểu tình Hồng Kông rồi đưa đến những cái gì ở trong Việt Nam mình á, để mà họ có thể chuẩn bị để mà chúng ta không còn sợ nữa, để mà chúng ta có thể xuống đường biểu tình giống như ở Hồng Kông mà không phải sợ những cái chuyện giống như ở Thiên An Môn. Tại vì chúng ta ai cũng biết rằng cộng sản có thể làm những chuyện bất ngờ lắm, khó mà lường được. Thì Phương Nguyên có cái nhận định về vấn đề đó hay không? Theo con thì cái nỗi sợ nó mới làm nên cái sự dũng cảm. Nỗi sợ,
có sợ mới có cái sự dũng cảm. Không thể nào mà không có sợ được. Nhưng mà người ta sợ, nhưng mà người ta biết mình cần phải làm cái gì. Giống như là cách đây, cuộc biểu tình cách đây 4 năm của cách mạng dù Hồng Kông. Có người sợ chứ, nhưng mà một người sợ thì tới 3 người thức tỉnh, nghe được, dũng cảm đi ra theo cái lời kêu gọi đó. Thì con nghĩ là nỗi sợ nó cũng có hai mặt. Một là làm người ta suy sụp hơn, hai là làm người ta tiến tới hơn. Nhưng mà khi một người tiến tới thì nhiều người sẽ tiến tới theo. Và cái vấn đề ở Việt Nam mình có nhiều vấn đề phải tiếp tục tranh đấu lắm. Vấn đề vụn án, vấn đề cá chết, vấn đề đặc khu kinh tế và nhiều nữa. Nhưng mà cái ngày 10 tháng 6 của năm 2018 nó đánh dấu là sau đó ngày 10 tháng 6 năm 2019 thì chúng ta thấy rất là yên lặng ở trong nước. Thì như vậy đó, thì có thể là yên lặng nhưng mà đang chuẩn bị cho một cái gì đó. Thì theo Phương Nguyên á, thấy rằng là cái tuổi trẻ Việt Nam và tuổi trẻ Hồng Kông chẳng qua là vấn đề chế độ nó khác nhau, hay là cái cuộc sống nó khác nhau, hay là cái ý thức về xã hội nó khác nhau, mà nó có những cái việc làm mà chúng ta thấy nó rất là khác nhau. Con không thể đánh giá được nó hoàn toàn khác nhau như thế nào, tại vì mặt biển lặng vẫn là một cái vẫn là dữ chứ không phải là im ắng. Thì cái hoàn cảnh của Hồng Kông và hoàn cảnh của Việt Nam nó khác nhau, cho nên con nghĩ là các bạn trẻ Việt Nam không phải là họ không có quan tâm vấn đề đất nước, nhưng mà họ kìm nén hay như thế nào thôi, và họ cần cái động lực để mà khơi dậy cái tình yêu nước vượt lên trên cái tình yêu cá nhân để phục vụ cho đất nước. Và đặc biệt là nói đến quyền lợi á, thì không phải chỉ quyền lợi của đất nước mà chính là đụng chạm trực tiếp đến quyền lợi cá nhân. Và trong lúc mà vấn đề bây giờ hiện nay vẫn đang diễn ra, thì bên cạnh những cái kế hoạch biểu tình của các thanh niên sinh viên ở Hồng Kông như vậy đó, thì Phương Nguyên nhận định như thế nào về cái sức ép của mấy cái quốc tế đối với lại nhà cầm quyền Cộng sản Trung Cộng, và ngay cả những người làm việc ở tại Hồng Kông, những người có thẩm quyền tại Hồng Kông cũng vậy nữa. Thì nếu mà ở Việt Nam chúng ta có được những cái sự yểm trợ của thế giới để mà yểm trợ cho những cái việc làm của chúng ta, hoặc là những cái đòi hỏi chính đáng của chúng ta, thì hy vọng trong tương lai tuổi trẻ Việt Nam có thể có được những cái cơ hội nào? Thì đối với con, vấn đề giáo dục vẫn là vấn đề lớn nhất. Thì cái tinh thần yểm trợ của thế giới đó, con nói về sâu xa đó thì mình không dám nghĩ tới, nhưng mà con nghĩ là yểm trợ về giáo dục sẽ là đưa đến tác dụng nó lớn lao. Kính thưa vị, chúng tôi có hỏi Phương Nguyên một số vấn đề có liên quan tới vấn đề Hồng Kông hiện nay, và những cái chia sẻ của Phương Nguyên khi ở trong nước cũng giống như hiện nay ở đây. Và cái câu hỏi cuối cùng của chúng tôi là khi mà Phương Nguyên qua Mỹ, Phương Nguyên đi học, Phương Nguyên có điều kiện như vậy đó, thì Phương Nguyên nghĩ rằng những người trẻ ở hải ngoại đã có những cái hợp tác gì, và chúng ta có thể thấy gì được ở người trẻ ở hải ngoại so với những người trẻ ở trong nước mà Phương Nguyên đã từng sinh hoạt chung? Dạ, người trẻ ở hải ngoại và người trẻ ở trong nước đó khác nhau về cơ hội. Cơ hội khi mà ra được nước ngoài đó, mình nắm được cái cơ hội rất là lớn, và thấy rất là tội cho những cái bạn còn mắc kẹt lại trong nước. Thì khi mà mình có cái quyền bình đẳng về cơ hội, mình có cái miền đất tốt mình phát triển đó, thì mình thấy là người Việt mình không phải là một cái người không có khả năng đâu, mà là rất có khả năng. Ví dụ như con ở trong lớp đó, thì lúc đầu thì cũng lo lắng về khả năng tiếng Anh của mình, nhưng mà sau đó một năm trôi qua rồi đó, nhìn lại bản thân mình so với cách đây một năm thì mình thấy là mình tiến bộ rất là nhiều, hay là so với những bạn cùng lớp đó về học những cái kiến thức khác cũng vậy, thì người Việt mình là đứng đầu cả lớp, chứ mình chưa có so sánh với những cái tầm lớn hơn, nhưng mà đứng đầu. Thì con nghĩ là người Việt trong nước và ngoài nước khác nhau về các cơ hội là lớn nhất. Kính thưa vị, vừa rồi là một cái buổi tiếp xúc ngắn của chúng tôi và sinh viên Phương Nguyên. Hy vọng trong tương lai chúng tôi sẽ có được dịp tiếp xúc và chia sẻ đến quý vị những cái suy nghĩ mới của Phương Nguyên, hoặc là những cái gì mà Phương Nguyên muốn chia sẻ với chúng ta. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt.
Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sptn.tv. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.